Hello, xin chào tất cả các bạn lại trở lại với channel Tô Vẽ Tranh trên kênh YouTube của mình. Và với trên tay mình đây ngày hôm nay là một bức tranh về một chú chó và đang ngồi giữa một cái bụi hoa. Và chúng ta hãy cùng nhau đi vào tô màu lên cho cái bức tranh ngày hôm nay thật là sinh động và rực rỡ nhé. Và chúng ta cùng bắt đầu vào cái video ngày, tô màu cho ngày hôm nay thôi. Với chú chó này thì mình sẽ sử dụng màu vàng để tô màu cho chú chó này nhá. Với cái phần tai thì mình cũng sẽ sử dụng màu vàng để tô màu cho cái phần tai này. Cái phần bút dạ này thì nó sẽ rất là đậm nên là khi mình tô màu vào những cái phần tờ giấy như thế này ấy thì nó sẽ hơi ướt nên là mọi người tô màu cho nó nhẹ nhàng và tránh bị tránh bị rách các cái phần giấy nhá. Để một chút thì nó sẽ khô lại và các bạn cũng có thể tô mà nó dễ hơn, bởi vì chỉ cần bạn lướt qua là nó đã có màu rồi nên là cứ thoải mái. Chúng ta sẽ tô màu cho nó cái con chú chó này, cái gương mặt của nó để riêng cái phần đôi mắt này sẽ tô một màu khác nha mọi người. Nên là mọi người cố gắng làm sao mà tô cho nó không bị lem ra cái phần phía bên ngoài của cái các cái điểm chi tiết trên gương mặt của chú chó này nhé. Chúng ta cứ tô màu thì cứ nhẹ nhàng nha mọi người, bởi vì đây là cái loại bút màu dạ nước nên là nó sẽ hơi ướt một chút cho cái tờ giấy của chúng ta, nên là mọi người cứ phải cứ nhẹ nhàng đi từng lướt.
và mình sẽ sử dụng màu đỏ để tô màu cho cái phần hai phần mắt này nhé. Cái phần đôi mắt này lòng trọn ngoài cái màu da của cái chỗ cái khương đôi mắt này mình là dùng màu đỏ nhé, và cái lưỡi của chú chó này mình cũng sẽ sử dụng màu đỏ để tô màu cho cái lưỡi của chú chó này. Tiếp theo thì mình sẽ sử dụng màu cam để tô màu cái phần cổ vòng cổ của chú chó này nhá. Tiếp theo mình sẽ sử dụng màu vàng vàng xanh này để tô màu cho những bông hoa này nhé. Thu sao? Thu mic á? Vậy. Tiếp theo mình sử dụng màu cam để tô màu cho cái phần bông hoa thứ hai nhé. Với cái phần phía bên trong phần nhụy hoa này mình sử dụng màu vàng cam để tô màu cho nó nhé. Tiếp theo mình sẽ sử dụng màu hồng để tô màu cho cái bông hoa thứ ba nhé.
Và tiếp theo mình sẽ sử dụng màu xanh lá để tô màu cho cái phần lá cây và cỏ ở trên chân của chú chó này nhá. Và tiếp theo là mình sẽ sử dụng mình sẽ tô màu xanh cho cái cỏ này nhá. Thảm cỏ. Tiếp theo mình sử dụng màu vàng đậm để tô màu cho cái phần phía trên này nhá, phía trong tai của chú chó này nhá. Và mình đã tô xong màu cho cái bức tranh cho chú chó đang ngồi trên trong cái bụi hoa rất là đẹp lung linh này. Và các bạn hãy cho mình nhận xét về cái video ngày hôm nay nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Các bạn nhớ like và subscribe cho kênh của mình nhé. Xin chào.